Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Daisy Phone. Sản phẩm hôm nay mình và các bạn cùng nhau khám phá đó chính là Sony Xperia Roi. Đây là một trong những mẫu laptop cao cấp nhất của nhà Sony tính tới hiện tại. Hiện nay thì sản phẩm này đã được bán tại cửa hàng của Daisy Phone với mức giá ưu đãi, kèm theo nhiều chương trình giảm giá khi mua các sản phẩm đi kèm. Các bạn hãy cùng mình khám phá xem chiếc điện thoại này sẽ mang đến những tính năng đặc biệt gì cho người dùng nhé. Sony Xperia Roi là một trong những chiếc smartphone cao cấp nhất của hãng Sony với thiết kế sang trọng cùng công nghệ hiện đại. Máy sẽ có chiều dài là 6,53 inch, độ dày là 8,9mm và khối lượng là 221g. Máy sẽ có khung phẳng nhưng kèm đường vân chạy quanh toàn bộ viền điện thoại tạo vẻ ngoài cứng cáp. Thiết kế này giúp cho việc cầm nắm máy trên tay dễ dàng và chắc chắn. Mặt lưng của Sony Xperia Roi là mặt lưng nhám trong bám vân tay. Cụm camera hình chữ Y của máy sẽ được trang bị 3 ống kính với thông số đều là 12 megapixel. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị rất nhiều công nghệ cảm biến để phục vụ cho việc chụp ảnh và quay video. Ở cạnh trái của máy, ta có thể trang bị được một khe chứa SIM có thể mở được bằng tay không. Và với phiên bản Sony Xperia Roi, chúng ta có thể trang bị được 2 SIM cho chiếc máy này. Cạnh trên của máy, ta sẽ có jack cắm tai nghe 3.5 và một mic thoại. Cạnh phải của máy sẽ được trang bị cụm phím tăng giảm âm lượng, nút nguồn, nút mở nhanh camera và nút chụp hình nhanh. Cạnh dưới của máy, ta sẽ có một cổng Type-C và mic thoại. Về phần màn hình thì Sony Xperia Roi có kích thước màn hình là 6,5 inch. Máy được trang bị tấm nền OLED HDR có độ phân giải là 4K và tần số quét là 120Hz. Về tổng quan thiết kế thì máy sẽ mang những nét đặc trưng của dòng Sony Xperia 1 Max. Thiết kế của máy rất sang trọng và tinh tế. Trong quá trình trải nghiệm thì máy mang lại cảm giác rất mượt mà và khả năng cầm nắm rất chắc tay và thuận tiện. Màn hình là một trong những tính năng đặc trưng của Sony Xperia Roi. Chiếc điện thoại này sử dụng màn hình OLED 6,5 inch với độ phân giải là 4K cho bạn trải nghiệm hình ảnh sắc nét và tươi sáng. Ngoài ra, màn hình còn được tích hợp công nghệ OLED để cung cấp độ tương phản cao và màu sắc rất chính xác. Với tỷ lệ màn hình là 21:9 sẽ đem đến trải nghiệm cho người dùng rộng hơn trong quá trình chơi game hoặc là xem video. Bạn có thể yên tâm rằng Sony Xperia Roi sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời trong các tác vụ nghe và nhìn. Về hiệu năng thì Sony Xperia Roi sẽ được trang bị với cấu hình mạnh mẽ. Máy sẽ có vi xử lý Snapdragon 888 với 12GB và bộ nhớ trong lên đến 512GB. Máy sẽ hoạt động mượt mà dù bạn đang sử dụng nhiều tác vụ đồng thời hay là chơi các tựa game đòi hỏi cao. Máy sẽ được trang bị viên pin 4500mAh cùng với công nghệ sạc nhanh là 30W. Đối với các tựa game như là Liên Quân hoặc là PUBG Mobile, các bạn có thể dễ dàng chơi ở mức cấu hình cao nhất của game. Trong quá trình mình test game thì thấy máy rất mượt mà và không có dấu hiệu giật lag. Bạn có thể chơi game liên tục trong nhiều giờ. Và với công nghệ sạc nhanh 30W, bạn có thể sử dụng chiếc máy mình một cách linh hoạt hơn. Sony Xperia Roi là một trong những chiếc điện thoại chụp hình chuyên nghiệp với các tính năng chụp hình gần giống với một chiếc máy ảnh nhất. Máy được trang bị nhiều cụm camera cùng với nhiều cảm biến ở mặt lưng, có thể đem đến cho bạn nhiều tính năng chụp hình tuyệt vời. Chất ảnh mà máy cho ra rất giống với nguyên bản, vì thế màu sắc có thể sẽ không lung linh và sống động như các chiếc điện thoại chụp hình bây giờ. Có thể nói Xperia Roi rất kén người sử dụng, nhưng nếu các bạn biết và hiểu về cách chụp của chiếc máy ảnh này thì cái bức ảnh mà các bạn chụp có thể so sánh được với cái bức ảnh mà những chiếc máy ảnh thông thường có thể chụp ra. Sony Xperia Roi được cho là một trong những chiếc máy có thể quay video tốt nhất thời điểm hiện tại. Bạn có thể quay được video 4K với 120fps cùng với chế độ chống rung hay quay chuyển động và khả năng lấy nét tự động trên máy cũng đều rất tốt. Nếu bạn là một người thường xuyên làm việc với môi trường phim ảnh thì Sony Xperia Roi có thể hỗ trợ tốt cho bạn trong các công việc này. Sau khi xem xong video, các bạn có suy nghĩ gì về chiếc điện thoại Sony Xperia Roi này? Các bạn hãy để lại bình luận dưới video nhé. Còn nếu như các bạn muốn sở hữu sản phẩm này, có thể nhấn vào đường link phía dưới video. Nếu các bạn yêu thích và muốn mua sản phẩm này, có thể nhấn vào đường link phía dưới video. Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của Daisy Phone để mua sản phẩm hoặc liên hệ với fanpage để được nhân viên hỗ trợ và chăm sóc mua hàng nhé.